Chào tất cả các học sinh. Cô sẽ ôn tập kiểm tra cuối học kỳ 2 cho các em nhé. Đầu tiên, cô sẽ ôn lại cho mình về phần lý thuyết nhé. Chúng ta qua bài 3 làm quen với trang tính. Ở đây, các em sẽ ôn lại những kiến thức về hộp tên, thành công thức, khối ô và địa chỉ của khối. Các em cùng nhấn nút dừng để chúng ta ôn tập nhé. Chúng ta qua bài số 7. Công thức tính toán dùng địa chỉ các ô dữ liệu. Các phép toán cơ bản ở trong Excel thì chúng ta có các phép là cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa và lấy phần trăm. Chúng ta cùng xem kỹ các ký hiệu ở trong Excel nha. Và các em coi lại các cái thao tác về nhập công thức vào ô tính. Chúng ta có cái 4 bước cũng như là các cái thao tác sao chép công thức. Đây là cái thao tác tự động điền công thức theo mẫu. Các em nhấn nút dừng lại để mình cùng xem nhé. Chúng ta qua phần tiếp theo, bài 8, sử dụng một số hàm có sẵn. Ở cái chương trình tin học của lớp 7 thì các em sẽ học 5 hàm, đó là hàm sum, hàm average, max, min, count. Hàm sum với chức năng là tính tổng, average tính năng và tính trung bình cộng, max là tìm giá trị lớn nhất, min là tìm giá trị nhỏ nhất và count là đếm số lượng số. Với cách nhập hàm vào ô tính là bằng tên hàm, danh sách đầu vào. Các em coi lại những kiến thức về danh sách đầu vào, cũng như là các cái thao tác nhập hàm vào ô tính nha. Rồi, chúng ta qua bài 9, định dạng trang tính và in. Ở đây thì chúng ta sẽ có định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và màu chữ. Chúng ta sẽ chọn là home, phông, căn biên dữ liệu thì chúng ta chọn home alignment. Các bước cần thực hiện khi in trang tính thì chúng ta sẽ xem trước khi in, điều chỉnh phù hợp, ví dụ như điều chỉnh ngắt trang, in trang tính. Để in trang tính, chúng ta chọn File, Print, và điều chỉnh ngắt trang thì chúng ta chọn View, Page Review. Các em nhấn nút dừng lại để mình xem nhé. Rồi, ở đây là một số bảng chức năng về định dạng phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu chữ. Chúng ta có nè, định dạng phông chữ, nè, định dạng cỡ chữ, định dạng kiểu chữ gạch chân, định dạng kiểu chữ đậm, định dạng kiểu chữ nghiêng, định dạng màu chữ, kẻ đường biên, định dạng nền. Ở căn biên dữ liệu thì chúng ta có nhóm lệnh căn lề dữ liệu theo chiều ngang, rồi nhóm lệnh căn lề dữ liệu theo chiều dọc, xuống dòng, rồi merge and center là gộp khối ô và căn giữa. Rồi, bây giờ qua phần bài tập. Bài 1, em hãy chuyển đổi các biểu thức toán học sau sang dạng công thức trong Excel. Rồi, các em nhấn nút dừng lại để mình làm bài tập nha. Rồi, em hãy vận dụng các hàm max, min, average, sum để thực hiện các phép tính theo các yêu cầu bên dưới. Rồi. Biết rằng giá trị trong ô B4 là 2 và giá trị trong ô B6 là 3. Cô cho các hàm và công thức trong ô tính được viết theo bên trái. Các em hãy viết cái kết quả hiển thị trong ô. Rồi, bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em sửa bài tập nha. Bài 1, em hãy chuyển đổi các biểu thức toán học sau sang dạng công thức trong Excel. Thì đầu tiên chúng ta nhớ nè, khi gõ cái công thức vào ô tính thì đầu tiên chúng ta sẽ gõ dấu bằng trước ha. Rồi chúng ta để ý các ký hiệu của phép chia, phép nhân và cái phép lũy thừa. Cùng với các dấu đóng ngoặc thì đóng mở ngoặc chúng ta chỉ sử dụng được cái dấu ngoặc tròn nhé. Câu 2, để tính tổng thì ở đây các em sẽ dùng cái hàm sum. Rồi chúng ta có thể dùng dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy tùy theo cài đặt của máy. Để tìm số nhỏ nhất thì ở đây chúng ta có thể sử dụng khối cho nhanh, hoặc là các em có thể sử dụng là bằng min của B3, phẩy B4, phẩy C3, phẩy C4, phẩy D3, phẩy D4. Rồi bài số 3, thì các em thấy tổng của 1 cộng 4 cộng 9 là bằng 14. Min của B4 và B6 đó là 2 với 3, như vậy giá trị nhỏ nhất là 2. Tính trung bình cộng thì các em sẽ lấy 1 cộng 7 cộng 9, xong đó lấy kết quả mình chia cho 3. Câu D, hàm count là hàm đếm số lượng số, như vậy an không phải là một cái số, đó thì chúng ta chỉ có 2. Tương tự như vậy, câu E chúng ta cũng tính phép lũy thừa trước, sau đó chúng ta tính phép cộng.
Câu ép, chúng ta tính phép chia và phép nhân trước, sau đó cộng lại với nhau. Tương tự như vậy cho câu G. Chúc các em làm bài tốt nhé. Chào tạm biệt tất cả các em. Cảm ơn các em đã theo dõi nhé.